Như bạn đã biết, cách tốt nhất để ngăn chặn sự lây lan của virus corona là rửa tay thật sạch. Rửa tay bạn nhé, hãy rửa tay đi. Chúng ta cùng tìm hiểu tại sao nhé. Vì xà phòng, các loại xà phòng thông thường, xà phòng hoa kim ngân, xà phòng bạc hà thủ công, bất cứ loại nào chắc chắn đều tiêu diệt được những con virus cũng như coronavirus. Đây là cách chúng hoạt động. Đây là một con virus, nó giống như coronavirus. Nó được bao xung quanh bởi một lớp protein và chất béo. Virus dễ dàng dính vào những nơi như tay của bạn. Nhưng khi bạn rửa tay chỉ với nước, nước chỉ trôi qua nhanh và virus vẫn còn bám nguyên trên tay của bạn. Đó là bởi vì lớp mỡ làm cho những con virus này hoạt động giống như một giọt dầu. Bạn có thể thấy chuyện gì đang xảy ra qua ví dụ minh họa. Dầu chỉ là một chất béo lỏng. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn đổ dầu vào nước? Nó sẽ nổi lên, nó không hòa tan. Nhưng nếu thêm xà phòng vào, thì ngay lập tức chất dầu béo đó tan trong nước. Đó là bởi vì bên trong xà phòng có các phân tử hai mặt. Một mặt của phân tử bị hút bởi nước, mặt còn lại bị hút bởi chất béo. Vì vậy, khi các phân tử xà phòng tiếp xúc với nước và chất béo, dẫn đến thu hút kép, nghĩa là kéo chất béo ra, bao quanh các hạt dầu và phân tán chúng trong nước. Quay về với phân tử virus corona, lớp mỡ đó giữ được mọi thứ ở lại với nhau. Nhưng khi nó tương tác với xà phòng, bam, lớp mỡ sẽ bị kéo ra bởi xà phòng. Xà phòng kéo những con virus này ra và tiêu diệt chúng. Và sau đó, nước sẽ rửa trôi những virus còn sống sót lại xuống dưới cống. Nhưng điều quan trọng chúng ta cần nhấn mạnh, nó cần có thời gian để điều này diễn ra một cách hiệu quả, chính xác là khoảng 20 giây. Để chỉ ra tại sao, chúng tôi đã đặt hàng kem dưỡng này để bắt chước những con virus và lớp mỡ của chúng. Nó phát sáng như ánh sáng tia UV. Nếu bạn chỉ rửa tay với nước thông thường, sẽ không rửa sạch được gì cả. Nếu bạn chỉ rửa tay trong vòng 5 đến 10 giây, tay bạn vẫn sẽ như vậy. Virus sẽ vẫn còn ở đó. Nó có thể khiến bạn và những người xung quanh bị ốm. Nhưng với đầy đủ 20 giây, virus sẽ thực sự bị tiêu diệt bởi xà phòng. Gel rửa tay khô cũng vậy, vì phần lớn nó là chất cồn, và cồn thì hoạt động theo cách tương tự như xà phòng, phá vỡ lớp mỡ đó. Bạn cần có cồn với nồng độ cao để được hiệu quả tương tự. CDC khuyến nghị các gel khử trùng tay phải có ít nhất 60% nồng độ cồn. Nhưng kể cả với 60% nồng độ cồn, CDC vẫn khuyến nghị rằng bạn nên sử dụng xà phòng nếu có thể. Nếu tay bạn đổ mồ hôi hay bị bẩn khi bạn sử dụng nước rửa tay khô, nó có thể làm loãng và giảm hiệu quả của nó. Xà phòng cũ cũng có tác dụng tương tự, thậm chí bạn không cần mua những loại xà phòng đắt tiền hoặc những loại xà phòng được rao bán trên thị trường có tính chất kháng khuẩn, vì FDA đã nói rằng đừng mua làm gì, không có bằng chứng nào cho thấy nó có hiệu quả hơn xà phòng thông thường. Chỉ cần chắc chắn rằng bạn phải rửa tay trong vòng 20 giây. Để đảm bảo điều này, bạn có thể chọn hát một bài hát, ví dụ như bài hát Happy Birthday trong vòng 2 lần, hoặc bất cứ đoạn nhạc nào mà bạn yêu thích, chỉ cần nó dài đủ 20 giây. Tức là bạn đang sử dụng công cụ hủy diệt virus hiệu quả nhất, đó là xà phòng. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của Dr. Thanh. Nếu thích, xin hãy cho mình một like nhé. Xin cảm ơn.